23 giờ thứ 6 ngày mùng 5 tháng 7, Tây Ban Nha đối đầu Đức. 2 giờ thứ 7 ngày mùng 6 tháng 7, Bồ Đào Nha đại chiến Pháp. 23 giờ thứ 7 ngày mùng 6 tháng 7, Anh đụng độ Thụy Sĩ. 2 giờ Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 7, Hà Lan so ngang Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy lưu lại lịch thi đấu này, bởi sau 2 ngày tạm nghỉ, chơi bóng Euro sẽ tiếp tục lăn trên đất Đức. Vòng tứ kết sẽ chính thức khởi tranh với những tên tuổi lừng lẫy thế này. Chắc chắn, chất lượng là thứ không phải bàn. Giờ hãy cùng theo Tuyển Văn Hóa TV đến với những diễn biến của loạt trận cuối cùng của vòng 1/8 đêm qua. Zoom Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ điền tên mình vào chuyến tàu cập bến vòng tứ kết Euro 2024. Đầu tiên hãy đến với màn so tài đầy cuốn hút giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu giữa hai đội chẳng quá tên tuổi của làng bóng đá thế giới, nhưng lại khiến cho giới chuyên môn đồng ý với nhau rằng quá hay, quá lôi cuốn so với toàn bộ những gì đã diễn ra tại Euro năm nay. Huấn luyện viên Ralf Rangnick đã thể hiện được sự biến hóa khôn lường của mình khi thay thế 4 vị trí trong danh sách xuất phát so với trận đấu thắng Hà Lan 3-2 ở lượt cuối vòng bảng, vốn đã được xem là hay nhất của họ. Cụ thể, Kevin Danso, Philippe Nguyene, Christophe Baumgartner và Konrad Leimer trở lại đá chính, khiến cho Maximilian Huber, Alexander Prass cùng Florian Grillis bị đẩy lên băng ghế dự bị, còn Patrick Wimmer bị treo giỏ. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thay thế 3 cái tên ở đội hình xuất phát so với trận thắng trước Séc vài ngày trước. 2/3 sự điều chỉnh đó là do vấn đề về thẻ phạt, và cái tên không thể thi đấu đáng kể nhất là tiền vệ đội trưởng Hakan Çalhanoğlu. Ngày giây thứ 57, khi những khán giả trên sân Red Bull còn chưa kịp làm ấm chỗ ngồi, bàn thắng đã xuất hiện và thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Từ quả đá phạt góc của thần đồng Arda Güler, Christoph Baumgartner và bóng chung người hậu vệ Steven Poch dội ngược về cầu môn, khiến thủ môn Pence phải ra tay ngăn cản. Nhưng Demiral lao vào đúng lúc, sút bóng tung lưới Áo. Demiral trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất ở một vòng knockout Euro. Trước năm nay, giải đấu chưa từng chứng kiến trận nào có bàn thắng ở phút đầu tiên. Nhưng Euro 2024 có hai bàn như vậy. Trước Demiral là bàn thắng của Nedim Barami cho Albania vào lưới Italia. Bị dẫn trước, Áo đương nhiên vùng lên mạnh mẽ, hòng sớm được cuộc đua trở lại vạch xuất phát. Họ đã có được một số cơ hội ban đầu, nhưng đều không thể chuyển hóa thành công. Những phút sau đó, hàng loạt cơ hội được cả hai đội tạo ra, nhưng tiếc là chưa có bàn thắng nào được ghi thêm. Sau khoảng 30 phút, tốc độ của trận đấu dần chậm lại và các cơ hội cũng ít dần đi. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay đầu hiệp 2, Áo đã có cơ hội gỡ hòa khi Arnautović di chuyển thông minh để đón bóng đối mặt với thủ môn Kunok, nhưng anh lại không thể dứt điểm thành công. Tuy vậy, áp lực và sự nguy hiểm mà Áo tạo ra chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Thổ Nhĩ Kỳ với đẳng cấp và chất lượng của mình từng bước đưa trận đấu vào khuôn khổ. Còn một tuyển Áo hưng hực khí thế, chơi đầy khó chịu như ba trận đấu vòng bảng đã bị kiềm tỏa hoàn toàn. Lối chơi thông minh giúp Thổ Nhĩ Kỳ đã có được bàn thắng thứ hai. Người ghi bàn vẫn là Demiral. Lần này, anh bật cao đánh đầu đưa bóng tung lưới Áo sau cú đá phạt góc của Arda Güler. Đến lúc này, Áo mới tìm được cái duyên ghi bàn. Phút 66, sau bây giờ đã phạt góc bên cánh phải và Post đánh đưa bóng về phía cột hai, giúp tiền đạo Michael Grigoris thoải mái điện bóng cận thành tung lưới trống. Từ đây, tốc độ của trận đấu lại được đẩy lên cao nhất có thể. Hàng loạt cơ hội đã được tạo ra, nhưng không ai nào ghi được thêm bàn thắng. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 90+4. Alexander Prass cho bóng từ bên trái về phía cột hai cho Christopher Baumgartner lao xuống đánh đầu đập đất về góc xa. Nhưng thủ môn Mert Günok đã bay người để bóng xuất thần. Nhiều cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ lao tới Günok để khen ngợi. Còn thủ thành 35 tuổi cũng reo lên như vừa ghi bàn. Theo sự tính toán của máy tính, tỷ lệ bị thủng lưới ở tình huống ấy lên tới 94%. Vậy mà Günok vẫn biến nguy thành an, đúng là phép màu. Trong khi đó, Sabitzer và các đồng đội gục đầu khóc nức nở. Họ đã quá phung phí trước đó nên phải trả giá đắt. Áo dứt điểm tới 21 lần trong trận này, nhiều hơn gấp 3 lần đối thủ mà chỉ ghi một bàn. Thua là phải. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ quá giả dờ và thực dụng. Theo báo Anh Telegraph, trận này hay nhất vòng 1/8 và có thể hấp dẫn nhất toàn giải. Báo Tây Ban Nha Marca thì nhận xét. Ngay cả trận đấu ít được chú ý nhất vòng đấu cũng diễn ra tuyệt vời. Còn báo Bồ Đào Nha Abola cho rằng trận đấu kịch tính đến phút chót. Trước đó 3 tiếng, cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Romania lại không hấp dẫn đúng như dự đoán, bởi lẽ đẳng cấp quá chênh lệch. Tại vòng bảng, Hà Lan bị chê tơi bời khi chỉ xếp thứ 3 sau khi thua Áo ở lượt cuối. Nhưng rất có thể đây lại là tính toán thiên tài của mấy ông xứ Hoa Tì Lướp, bởi họ lại rơi vào nhánh đấu ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đối thủ của Hà Lan ở vòng 1/8 là Romania,
đội cứ gặp những đại gia top đầu trên bảng xếp hạng FIFA là y như rằng sẽ nằm ngửa. Chính vì thế, Ronald Koeman cũng học trò không muốn mắc phải sai lầm nào khi bị Cộng hòa Séc loại Ece ở vòng 1/8 Euro 2020. Hà Lan trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt với những pha đàn bóng tam giác, di chuyển hợp lý và đầy sáng tạo. Phút 20, tiền đạo Cody Gakpo đi bóng vặn sườn hậu vệ Romania trước khi thực hiện cú sút xa quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn Nita và 1-0 cho Hà Lan. Pha lập công đó là bàn thắng thứ 3 của Gakpo tại Euro 2024, giúp anh cân bằng thành tích của Jamal Musiala của đội tuyển Đức. Cùng nhau, hai thanh niên này vẫn dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới. Gakpo thậm chí có thể ghi nhiều hơn một bàn nếu như phá dứt điểm trong tình huống độc diễn từ sân nhà của anh không chơi cột dọc. Khoảng thời gian sau đó, Hà Lan tạo ra thêm rất nhiều cơ hội. Dù vậy, hiệp một kết thúc mà không có thêm bàn thắng. Kể ra thì tiếc cho Romania, họ đã định tạo ra cú sốc bằng lối chơi phủ đầu cực kỳ táo bạo ở 10 phút đầu tiên. Liên tiếp là các cơ hội được đội bóng vùng đồng Âu tạo ra trước khung thành của Verbruggen. Mặc dù vậy, đẳng cấp tầm thường đã phân định rõ ràng ranh giới của hai đội. Nếu Hà Lan biết cách đưa bóng vào lưới, thì Romania có nhiều cơ hội cũng chẳng làm được gì. Song, cũng phải nói là đoàn quân màu cam cũng phung phí cơ hội không kém đối phương. Không dưới 3 lần máy quay ghi lại hình ảnh huấn luyện viên Koeman phẫn nộ vì những lần sắm vai cục trưởng cục kiểm lâm của cao học trò. Thực tế, tuy mở tỷ số sớm, Hà Lan không thể khiến cổ động viên có yên tâm vì liên tục phung phí. Van Dijk và các đồng đội tung ra đến 23 pha dứt điểm trong cả trận với 6 lần trong số đó để trúng đích. Nhưng đến phút thứ 83, họ mới cắt tiết đối phương thêm lần nữa. Malen, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã chơi cực kỳ bùng nổ khi khuấy đảo hàng phòng ngự Romania. Cũng chỉ anh điểm bóng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha cứu bóng khỏi hết biên khiến hàng thủ Romania ngỡ ngàng của Gakpo. Trong thời gian bù giờ, Malen hoàn tất cú đúp từ tình huống phản công. Tình huống ghi bàn này khá hài hước khi bỗng nhiên phía trước khung thành của Romania xuất hiện hai chiếc giày. Thủ thành Nita phải đá một chiếc khỏi tầm hoạt động của anh trước khi đối mặt với cú sút của Malen, nhưng điều đó không giúp anh cản phá thành công. Trong số những lần bỏ lỡ đáng tiếc nhất, phải kể đến hai pha xử lý cực kỳ vụng về của Xavi Simon và Memphis Depay, dù họ nhận bóng cách khung thành chỉ khoảng 5-6m. Simon bỏ lỡ cuối hiệp 1 khi cố gắng đưa bóng về chân phải để dứt điểm thay vì sút luôn bằng chân trái. Còn Depay thì bị hậu vệ Romania lăn xả cản phá và đệm bóng. Tiền đạo số 10 có một lần sút phạt chệch cột, khiến cho anh nằm vật ra sân tiếc nuối. Tại Euro lần này, Depay là một trong những tiền đạo kém hiệu quả mà phung phí cơ hội nhất. Ở vòng tiếp theo, Hà Lan cũng chưa phải đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên, đây cũng là đội bóng được đánh giá thấp nhất vòng tứ kết. Vậy mới thấy, ông Hà Lan giả nghèo giả khổ mà lại được nhánh quá thơm. Thế này thì cơ hội đặt chân vào vòng bán kết không hề xa vời với cơn lốc màu da cam.